Anh Linh ơi, bây giờ là em thấy là mùa dịch này nè, hàng hóa nó không giao được, rồi mọi người buôn bán họ cũng thấy là cái việc khó khăn á. Theo anh thì có cái giải pháp nào không anh? Thì bây giờ là trong mùa dịch ấy, hiện tại thì như chúng ta thấy rằng là việc mà kể cả những anh em biết chạy quảng cáo, biết bán hàng rồi thì cũng gặp vấn đề. Đó, thực sự là có vấn đề chứ không phải là không. Ví dụ như bây giờ là đơn hàng là mình lên, mình bán được hàng rồi đấy, khách hàng đặt mua rồi đó. Nhưng là bên đơn vị giao hàng người ta không thể tới công ty của mình lấy hàng được, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là có những đơn, ví dụ như có những ngày lấy được đơn hàng đi, thì giao đến cho khách hàng thì nơi đó lại bị phong tỏa. Nó là kể cả như vậy rồi chúng ta vẫn là có vấn đề. Vậy thì bây giờ giải pháp ở đây đó là gì ạ? Đó là chúng ta kinh doanh đừng có phụ thuộc vào mỗi một thị trường. Đó là ví dụ như ở Việt Nam hiện tại là gần như mọi nơi đều phong tỏa hết và bị giãn cách rồi phong tỏa, làm cho chúng ta giao hàng hóa rất là khó khăn đúng không? Chỉ những sản phẩm nào là thiết yếu như rau quả, thịt mới có thể giao hàng được thôi, còn lại những sản phẩm khác gần như là không thể. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Đó là chúng ta không thể phụ thuộc vào một thị trường mà chúng ta hãy vươn ra về thế giới. Bởi vì khi mà chúng ta kinh doanh ở trên Internet ấy, thì nó không bị giới hạn ở một đất nước nào hay là một khu vực nào, gọi là thế giới phẳng, có nghĩa là chúng ta sẽ kinh doanh ở khắp mọi nơi trên thế giới luôn. Ví dụ như là của mình đang làm, đó là hiện tại mình đang làm ở cả thị trường châu Âu này, ở cả thị trường Mỹ này, thị trường Nhật này, Hàn này, Đài Loan này, và ở bên Úc này, New Zealand. Có là mình đa dạng hóa về quốc gia như vậy. Đơn giản là ở Việt Nam đang bị phong tỏa thì mình chỉ tập trung nguồn, tất cả nguồn nhân lực, tất cả đội ngũ của mình, đó là kinh doanh ở thị trường nước ngoài. Thực ra là không phải là bây giờ nữa mà đó là trong cái quá khứ, là năm ngoái thôi, năm 2020 là cái tình trạng này cũng bị gặp liên tục. Đó là gì ạ? Mình đang kinh doanh thị trường Nhật rồi tự nhiên Nhật phong tỏa, rồi ok chuyển sang thị trường Hàn, đang làm Hàn tự nhiên phong tỏa, rồi lại chuyển qua châu Âu, đang làm châu Âu tự nhiên châu Âu bị phong tỏa, rồi lại phải dừng ở châu Âu và bắt đầu chuyển qua Mỹ. Chuyển qua Mỹ được thời gian, Mỹ lại bị phong tỏa, rồi lúc đó lại tập trung vào thị trường Úc, New Zealand, và cứ luân chuyển như vậy. Thì đó là một cái hay là khi mà chúng ta làm ở những cái thị trường nước ngoài. Nhưng khi mà làm thị trường nước ngoài nó có một cái cực đó gì ạ? Anh em chúng ta ở Việt Nam là mình phải gọi là cày ngày cày đêm, làm việc rất là cật lực thì chúng ta mới có thể làm được ở thị trường nước ngoài. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải chịu khó tìm hiểu, mình làm việc nói chung là rất là vất vả thì chúng ta mới có thể kinh doanh được ở đa quốc gia như vậy. Nhưng nó có một cái đó là gì? Giúp cho chúng ta an toàn, an toàn cả về mặt quy mô của công ty, an toàn cả về tài chính và nhân sự của chúng ta, họ lương thưởng nó cao hơn. Và mình cũng rất là vui đấy, vì rất là cật lực như vậy. Nhưng nhân sự của mình thì mình hỏi là thứ bảy chủ nhật những bạn nào muốn nghỉ, bởi vì mình làm sản phẩm dịch vụ thì nó cần một cái đó là phải liên tục phục vụ khách hàng. Nên là mình thấy rằng là anh em làm việc ngày đêm mệt quá, gọi là rất là căng thẳng, thì mình mới đặt câu hỏi là gì ạ? Bạn nào muốn nghỉ chủ nhật thì chúng ta làm thứ bảy, nhưng bạn nào là nghỉ thứ bảy thì chúng ta làm vào chủ nhật, có là luân phiên với nhau như vậy. Thì có một cái là tất cả mọi người đều chọn làm luôn cả thứ bảy và chủ nhật, bởi vì làm nhiều được nhiều mà lương cao, nên là thế là mọi người làm hết, làm cho cái hoạt động kinh doanh của mình ok. Và một cái nữa là mọi người cày ngày cày đêm, nói chung là 11, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng anh em vẫn còn chiến đấu, vẫn làm việc rất là cật lực. Vậy thì qua cái mùa dịch này chúng ta rút ra cho mình bài học đó là gì? Đầu tiên đó là chúng ta không bị phụ thuộc vào một cái nguồn thu nhập từ một quốc gia nào, mà chúng ta phải đa dạng hóa về quốc gia. Chúng ta làm online mà được ở khắp mọi nơi trên thế giới, không có lý do gì chúng ta lại tự giới hạn mình ở một khu vực, một đất nước để rồi chúng ta gặp rất nhiều vấn đề. Đấy, đặc biệt cái thứ hai đó là những cái người mà chúng ta đang đợt này như là về bên du lịch này, hay là bên một số ngành như nhà hàng này, một số cái ngành nghề mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi dịch, thì qua đây chúng cho chúng ta một cái cơ hội đó là gì ạ? Chúng ta học hỏi, học cái gì đấy? Bây giờ chúng ta hãy học về marketing online. Chúng ta học về cách mà chúng ta xây dựng một cái kênh TikTok, Facebook, YouTube. Chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình. Cái thứ hai đó là chúng ta bắt đầu học cách chạy quảng cáo. Thứ ba đó là chúng ta có thể học về cách dựng video, quay dựng video đúng không? Và đó là để bắt đầu chúng ta bắt đầu về cái công việc kinh doanh ở trên Internet. Và sau đó chúng ta xây dựng. Thì mình nghĩ rằng là qua cái mùa dịch này nó mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Cái cơ hội đầu tiên chúng ta có toàn tâm toàn trí vào việc đó là chúng ta học tập và ứng dụng và thực hành. Còn trước đây là chúng ta thấy cái đó kiến thức đó hay đấy, chúng ta muốn học nhưng chúng ta không học được, vì sao? Chúng ta còn phải cơm áo gạo tiền, chúng ta còn phải đi làm, chúng ta còn phải làm công việc này làm công việc kia. Nhưng qua mùa dịch này cho chúng ta một cái cơ hội đó là gì ạ? Tập trung hoàn toàn vào việc đó là học tập.
Và sau mùa dịch chúng ta đã có cho mình một bộ kỹ năng, cho mình những cái kiến thức để mà chúng ta bắt đầu phát triển về công việc kinh doanh nó một cách tốt hơn. Thì đó là mình nghĩ qua mùa dịch này nó cho chúng ta cái điều này. Vậy thì kỹ năng đầu tiên, nếu mà chúng ta muốn học cách xây dựng một cái kênh YouTube, TikTok, Facebook chẳng hạn, thì hãy đến với cái chương trình của mình, đó là chương trình về thử thách kịch bản triệu view. Thì mình có tổ chức 5 ngày, tối thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 vào tuần tới đây ở trên group kín ở trên Facebook. Chúng ta hãy click vào cái nút đăng ký ở dưới đoạn video clip ấy để chúng ta đăng ký vào chương trình này nha các bạn. Ok.